kính mừng đại lễ 18 tháng 5, kỷ niệm 80 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 Kỷ Hợi 2019. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn tu theo giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy và thể hiện theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, kiên định thực hành giáo pháp, học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trải qua 20 năm kể từ năm 1999 đến năm 2019 đã tích cực cùng 17 ban đại diện tỉnh, thành phố và 400 ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã, phường, thị trấn quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 chương trình đạo sự nhiệm kỳ năm 2019-2024, được Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo thông qua ngày 5 tháng 6 2019. Đó là 1. Phổ thiền giáo lý góp phần phát huy giá trị đạo đức tinh hoa văn hóa dân tộc, nâng dần nhận thức, thái độ, hành vi, đoàn kết một lòng, củng cố niềm tin của toàn đạo vào tiền đồ tươi sáng của đất nước, đạo pháp và dân tộc. 2. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho toàn thể chúng sinh. 3. Tiếp tục củng cố, phát triển, kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. 4. Chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực đáp ứng sự phát triển của giáo hội trong giai đoạn mới. Mừng đại lễ 18 tháng 5 Kỷ Hợi 2019, tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của Đức Thầy, phục vụ vì đạo pháp, vì dân tộc, quyết giữ tâm trong sáng mà tu hành, để làm sáng danh đạo, rạng danh Thầy, theo hoài bảo của Đức Tôn Sư. Thực hành trên mọi thiện tế, bằng mọi biện pháp, đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Ban trị sự và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nguyện giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, đoàn kết tôn giáo, gắn bó, thương yêu lẫn nhau như con một cha, góp phần xây dựng nước nhà theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, dân minh. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đời đời tri ân công đức hoằng pháp lợi sinh của Đức Thầy, quyết thực hiện phận môn đệ phải lo dung dáng và dung trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song, roi truyền mãi mãi với hậu thế. Ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Xuất phát từ giáo lý học Phật tu nhân, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã huấn thị các hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện tỉnh, thành phố và ban trị sự cơ sở cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn xem đó là mục tiêu, là động lực phát huy truyền thống đoàn kết, đời đạo liên quan rạng chói ngời. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển đạo, đồng hành cùng dân tộc, luôn làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, dân minh và thế giới hòa bình, an lạc. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5, kỷ niệm 80 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn ghi nhớ mãi là ngày thiêng liêng trọng đại trong lịch sử đạo, là đúc huệ từ bi soi sáng cứu độ nhân sinh. Nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kéo vật dục cuốn lôi vào bể khổ.